Chiều 3 tháng 9, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến hai người tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, xe máy biển số 60H5-101XX do anh VAT, sinh năm 2002, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai, điều khiển chở theo chị T, sinh năm 2003, ngụ thành phố Long Khánh, Đồng Nai, lưu thông trên đường trung tâm Hưng Lộc đi quốc lộ 1. Khi đến vị trí giao cắt với đường sắt km 1663-340 thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, thì xảy ra va chạm tàu hỏa mang số hiệu D19E-940 đang di chuyển hướng Bắc Nam. Cú tông mạnh khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị tàu hỏa đẩy xa hơn 100m mới dừng lại. Một số người dân cho biết, tại vị trí xảy ra tai nạn là điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có barrier chắn tự động. Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.